Chuẩn bị cho việc cải cách tiền lương từ ngày 1 tháng 7 tới, thì mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các bộ ngành đề xuất các phương án phù hợp nhất theo nguyên tắc đảm bảo công bằng, bình đẳng, hài hòa, ổn định. Theo đó, thì phương án đưa ra cần có lộ trình phù hợp, đồng thời phù hợp với các vấn đề liên quan như thang bảng lương, lương cơ sở và chính sách đặc thù. Đến nay, thì cả nước đã đẩy mạnh tăng thu, tiết kiệm chi và chuẩn bị được 680.000 tỷ đồng để cải cách tiền lương. Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu tăng cường công tác thông tin, truyền thông, tạo đồng thuận xã hội, củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư, đồng thời chỉ rõ những việc chưa làm được để cùng nỗ lực, cố gắng.